trong mấy ngày kế tiếp cuộc sống lâm động lại một lần nữa trở về như quy luật như trước đây ban ngày điên cuồng tu luyện một khi cảm thấy được mệt mỏi chống đỡ hết nổi hắn nhanh chân chạy vào bên trong sơn động không quá nửa giờ sau liền vui vẻ chui ra tinh lực dồi dào rời khỏi sơn động một bộ thông bối quyền uy vũ sinh phong được thi triển ra làm cho không gian rừng rậm này không ngừng vang lên âm thanh thanh thúy ba động tu luyện với cường độ cao như thế. Tính luôn trang đồng lứa tại lâm gia. Chỉ sợ không có người nào đạt tới được. Dù sao tác dụng của thạch phù kia. Cho dù là linh dược tam phẩm bình thường so ra vẫn kém hơn nhiều. Với lại, cũng là bởi vì do bị pha loãng. Nên loại chất lỏng này tương đối ôn hòa. Sẽ không đối với thân thể có nửa điểm thương tổn. Ý nói, ngược lại nó rất thích hợp cho người bắt đầu tu luyện giống như lâm động mà vào lúc ban đêm, Lâm Động lại lần nữa tiến vào bên trong không gian hắc ám tinh thần kia. Ở nơi đây, rèn luyện một lần lại một lần thông bối quyền càng phát ra thuần thục hơn. Dưới sự tu luyện như mất ăn mất ngủ kia, thông bối quyền cũng có tiến triển tương đối to lớn. Đến hiện tại, Lâm Động đã có thể dần dần thuần thục nắm giữ 9 tiếng vang. Thậm chí ngay cả tiếng vang thứ 10 kia, đều đã lĩnh ngộ càng lúc càng sâu hơn tuy nói như cũ vẫn không có tu luyện thành công nhưng lâm động lại hiểu được cái kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà có lẽ bởi vì lần trước lâm động bày ra thực lực kinh khủng khiến lâm sơn vốn đã mấy năm nay lâm sơn luôn tìm đến phiền toái nhưng hôm nay cũng không dám xuất hiện tại trước mặt lâm động một lần nữa hắn nghĩ đến liền hiểu được hiện tại mà đi tìm phiền toái cũng chỉ là tự mình đi tìm chuốc lấy cực khổ mà thôi lâm sơn thu liễm cũng làm cho lâm động trong khoảng thời gian này thanh tịnh không ít lúc này mới khiến cho hắn có thể an tâm đem toàn bộ tinh lực quảng ném lên trên tu luyện trong chớp mắt thời gian một tuần đã trôi qua đây là khoảng thời gian vô cùng yên ắng cùng sung tích cứ như thế lặng yên mà trôi qua mà trong những ngày này lâm động cũng đã tìm kiếm cơ hội muốn đem chất lòng từ thạch phù cho lâm khiếu sử dụng Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Khiếu một mực chạy ra bên ngoài, làm cho cơ hội của hắn cũng không nhiều lắm, cho nên hắn cũng chỉ tạm thời áp chế ý niệm trong lòng. Nhưng loại tình huống này kéo dài cho đến ngày thứ 8, Lâm Động cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, bởi vì Lâm Khiếu một lần nữa bị thương. Ngay khi đang còn luyện công thì Lâm Động nghe được thanh âm đầy lo lắng của Thanh đàn. Cơ hồ đầu của hắn vù vù ngay đương trường, sau đó vội vàng chạy như bay về nhà. Xông vào phòng. Đã nhìn thấy Lâm Khiếu đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Trên quần áo. Có nhiều vết máu thẩm thấu từ trong da. Cha hôm nay đi vào núi hái thuốc. Kết quả gặp được một đầu yêu thú lợi hại, ở phía sau Lâm Động. Thanh đàn với đôi mắt đỏ hoe thấp giọng nói. Nghe vậy. Một cổ ái náy từ trong tâm Lâm Động trào ra trong mắt cũng không chịu được hiện lên chút điểm hồng nam nhân khóc thì có cái gì tốt chứ chẳng qua chỉ bị thương thôi mà lâm khiếu đã nhìn thấy lâm động đứng ở cửa thân thân thoáng muốn ngồi dậy vừa muốn bày ra một bộ mặt nghiêm khắc lập tức từ miệng vết thương truyền đến một trận đau nhức làm cho hắn biểu hiện có chút vạn vẹo bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm đến hiện giờ cũng còn cậy mạnh à linh dược này ta trước hết giúp ngươi sắc nấu Liễu Nhiên ở một bên giận dữ chừng mắt liếc nhìn Lâm Khiếu một cái. Sau đó không nói không rằng nắm lấy một gốc thảo dược màu xanh ở bên cạnh. Ai? Đó là của Động Nhi mà, thấy thế. Lâm Khiếu quính lên. Gấp gáp nói. Mẹ! Để con đi sắc thuốc cho. Mẹ cùng với Thanh Nhi trông cha một chút nha. Lâm Khiếu vừa dứt lời thì Lâm Động đã vọt vào rồi. Đoạt lấy gốc thảo dược từ trong tay Liễu Nhiên. Sau đó bỏ lại một câu, nhanh nhạy vọt ra ngoài không chút quay đầu lại. Tiểu tử này, nhìn thấy Lâm Động chạy nhanh còn hơn con thỏ. Lâm Khiếu cũng giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng thoáng có điểm lo lắng. Lâm Động sau khi chạy đi không lâu. Một lần nữa quay trở lại. Nhưng lúc này trên tay hắn đang bưng một bát nước thuốc. Trong bát đó đựng nước thuốc màu xanh lá. Từ rất ra đã có thể ngửi thấy hương thơm xuất phát từ đó. Cha! Uống hết bát nước thuốc này đi, Lâm Động cười cười đi tới. "Ai? Tên tiểu tử nhà ngươi?" Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá hiện tại cho dù có đau lòng đi nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Hắn cũng chỉ có tiếp nhận bát thuốc mà thôi. Sau đó cũng không nói gì nhiều. Một ngụm rót nước thuốc vào trong miệng. Nhìn Lâm Khiếu đã uống hết bát nước thuốc, tại trong mắt Lâm Động đã hiện lên một chút bức thiết chi sắc. Trong bát thuốc kia dĩ nhiên hắn đã trà trộn vào chất lòng từ thạch phù. Chỉ là không biết, linh dịch của thạch phù kia đối với thương thế lâm khiếu. Đến tột cùng là có thể trợ giúp một vài phần hay không? K, một ngụm uống hết bát nước thuốc. Lâm khiếu đem cái bát bỏ xuống. Nhìn thẳng lâm động đang nhìn chằm chằm bản thân mình. Sắc mặt vừa muốn nghiêm lên. Nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên đỏ ửng giống như đang bị hỏa thiêu. Cha! nhìn thấy lâm khiếu đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy thanh đàn ở một bên tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc phốc suy tại khuôn mặt hiện lên thất sắc của liễu nghiên và thanh đàn nhiệt độ trên thân thể lâm khiếu càng lúc càng cao sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên sau một lát trên miệng đột nhiên há ra một ngụm máu đen tanh hôi trực tiếp phun ra khiếu ca chàng không sao chứ thấy lâm khiếu không ngờ lại hộc máu liễu nhiên vội vàng nhào tới trong mắt nước mắt tuôn ra như suối lâm khiếu là trụ cột gia đình hắn nếu có điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn thì cô nhi quả phụ làm thế nào để sống đây lâm khiếu hơi thở rồn rập đến gấp gáp sắc đỏ trên khuôn mặt nhanh chóng rút đi một loại sắc thái chiếm đóng nó đích xác là loại hồng nhuận khỏe mạnh thương thế của ta lâm khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình trong thoáng chốc này hắn có thể cảm giác được tại bên trong cơ thể vết thương trầm tích đã mấy năm rồi cứ nhiên giờ phút này đã bị nhạt phai đi rất nhiều cái loại cảm giác khí huyết thông thuận này khiến cho lục phủ ngũ tạng tại bên trong thân thể hắn một lần nữa đều tràn đầy lực lượng mênh mông có cảm giác như vậy hắn đã rất nhiều năm rồi không có nếm thử qua a à, liễu nghiên ta thương thế của ta thương thế của ta lâm khiếu cũng bởi vì quá kích động mà cả người run lẩy bẩy hắn cầm lấy hai tay liễu nghiên vốn lời nói không bao giờ tùy tiện khuôn mặt không cười mà giờ phút này cũng đã bắt đầu hiện lên vẻ mừng như điên liễu nghiên cũng bị bộ dáng đầy kích động như vậy của lâm khiếu mất một lúc mới hồi phục lại thanh tỉnh trên gương mặt đã nảy lên một tia khó có thể tin được thương thế của chàng tốt lên phải không ân ân nhanh nhanh thanh âm lâm khiếu bởi vì kích động mà có chút không liền mạch. Cuối cùng, hắn, rốt cục cũng nhịn không được giang hai tay ra ôm liễu nghiên vào trong lồng ngực. Ngứa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười còn có mang theo sự giải thoát và chua sót không đếm được. Mấy năm nay, bởi vì thương thế trong cơ thể, nên thực lực của hắn chưa từng tăng lên dù là một tí xíu. Tuy rằng ở bên ngoài thì mạnh mẽ giả bộ không thèm quan tâm. Nhưng dù ai đó cũng có thể cảm giác được, người mà trước đây tại lâm gia có khí phách nhất tao nhã nhất đang dần dần bị sự chản nản thay thế. Bất quá, ông trời không tuyệt đường người. Không nghĩ tới, thương thế kia qua mấy năm vẫn không có bất cứ động tĩnh hồi phục nào. Nhưng vào hôm nay, cư nhiên xuất hiện biến hóa như vậy, nhìn cha mẹ đang vui mừng ôm nhau mà khóc, Lâm Động cũng lau lau nước mắt, sau đó nhếch miệng cười linh dược từ thạch phù đích xác hiệu quả vượt xa xa qua dự đoán trước đây của hắn ngày sau chỉ cần phục dược thêm vài lần nữa chắn chắc sẽ trị liệu thương thế lâm khiếu hoàn toàn khỏi hắn cũng không phải là chuyện khó khăn gì mà đến lúc đó một khi thương thế khỏi hẳn thực lực lâm khiếu đã dừng lại ở trước đây tất nhiên sẽ một lần nữa bành trướng lâm động trong lòng thở nhẹ ra một hơi sau đó nắm tay thanh đàn ở một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui sướng tràn đầy. Chậm rãi rời khỏi phòng. Giáp. Chi. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lâm động trên khuôn mặt cũng hiện lên chút mỉm cười. Thanh âm lầm bẩm chỉ đủ cho một mình nghe. Nói, cha. Yên tâm đi. Ngài nhất định sẽ trở thành trụ cột lâm gia một lần nữa. Hiệu quả của chất lòng từ thạch phù đối với thương thế lâm khiếu. Điều nằm trong dự liệu lâm động ngắn ngủi không tới năm ngày thời gian trên khuôn mặt luôn tồn tại bệnh tật cùng tái nhợt đến mấy năm chính là từ từ biến mất thay vào đó là một loại hơi thở tràn đầy sinh cơ một lần nữa hiện diện trên thân thể lâm khiếu thương thế lâm khiếu cũng từ từ khôi phục hiển nhiên tin tức này khiến người nhà là người phấn chấn nhất bất kể như thế nào dù sao lâm khiếu vẫn là trụ cột trong nhà nếu hắn ngã xuống cuộc sống cô nhi quả phụ đúng là không thật tốt mà bởi vì thương thế khôi phục tâm bệnh đã bị đè nén trong lòng nhiều năm qua lập tức biến mất lâm khiếu xưa kia không nói tùy tiện khuôn mặt không cười lúc này đã bày ra bộ dáng khóc lóc như trẻ con nhìn ra được trong lòng hắn đúng là rất kích động đối với biến hóa lâm khiếu lâm động trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy vui mừng thường ngày tu luyện cảm thấy sức sống càng thêm dư thừa hơn trong khoảng thời gian này, cái chất lỏng ở trong thạch trì từ thạch phù kia cũng đã triệt triệt để để chậm rãi tiêu tán. Vì vậy Lâm Động chỉ có thể bắt đầu mang chất lỏng từ thạch phù nhỏ giọt xuống. Bất quá may mắn là một giọt chất lỏng từ thạch phù có thể để cho hắn hấp thu tiêu xài mười mấy ngày. Lấy tốc độ thạch phù ngưng tụ linh dịch, vẫn còn chống đỡ rất tốt. Sự tiến triển tu luyện của Lâm Động bởi vì do có linh dịch thạch phù cộng với bản thân chăm chỉ vẫn luôn duy trì tốc độ như thường ngày trong mười mấy ngày này xương cốt trong cơ thể hắn truyền ra một loại cảm giác đau nhức ngứa ngáy càng lúc càng dày hơn cái loại cảm giác này thoạt nhìn như có vô số con kiến đang không ngừng gặm nhấm xương tủy của hắn vậy cảm giác thật sự rất là khó chịu nhưng đây đối với lâm động mà nói đều là tin tức cực tốt bởi vì hắn hiểu được đây là tu luyện đến thể khung xương mới xuất hiện loại tình huống này mà xuất hiện tình huống như thế vậy nói cách khác hắn đang rèn luyện bắt đầu từ da xâm nhập đến tận xương cốt đợi cho loại đau nhức này lên đến đỉnh điểm như vậy xương cốt của hắn đã bước đầu được cường hóa khi đó thật sự mới bước chân vào thối thể đệ ngũ trọng dĩ nhiên loại cường hóa này phải cần thời gian không ngắn mặc dù lâm động có linh dịch thạch phù phụ trợ nhưng có lẽ không đến một tháng cũng đều không thể hoàn thành được một bước này thời gian không ngắn nhưng lâm động cũng đã hưởng thụ được đối với loại lực lượng cơ thể cảm giác rõ được tăng cường lên từng ngày mà tu luyện điên cuồng hơn tự nhiên cũng không thể thiếu thông bối quyền khi thi triển ra càng ngày càng thuần thục thông bối quyền chín tiếng vang Lâm động trải qua vô số chu luyện cùng với sự chỉ dạy của Quang Ảnh Hoàn Mỹ kia, đã miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ Lô Hỏa thuần thanh. Lúc thi triển cũng là hạ bút thành văn, khí thế hơi có chút bất phàm. Nhưng tiếng vang thứ 10, trong những ngày qua tìm hiểu, Lâm động đối với lĩnh ngộ kia càng ngày càng sâu hơn. Có đôi khi khi thi triển ra, trong lúc mơ hồ cũng có thể phát ra tiếng vang tuy nói thanh âm phát ra còn không giống như quang ảnh truyền ra từ trong cơ thể là cứng cáp trầm thấp nhưng xem như sự tiến bộ lên không ít sao 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 ba 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 trong khoảng rừng trống trải một đạo thân ảnh linh hoạt như con khỉ hai cánh tay giản ra có âm thanh thanh thúy không ngừng quanh quần tại trong rừng sáu tiếng vang đánh xong một bộ quyền pháp có khoảng sáu đạo tiếng vang được phát ra tốt không tệ lâm khiếu nhìn lâm động đang thu công mà hài lòng gật đầu có thể trong vòng một tháng thời gian đem thông bối quyền tu luyện tới sáu tiếng vang cái tốc độ này đã là tương đối không chậm rồi hắc hắc lâm động cười hắc hắc nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm nếu như lâm khiếu biết được hắn nhưng thật ra có thể đánh ra chín tiếng vang thậm chí là tiếng vang thứ mười mà nói kia không biết có thể hay không ngất xỉu tại chỗ cha Gần đây xem ra khí sắc cũng không tồi a. À. Thương thế toàn bộ đã lành hẳn chưa? Lâm Động lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Ha ha, không sai biệt lắm." Đối với loại câu hỏi này của Lâm Động, nếu là đặt ở trước đây nửa tháng, Lâm Khiếu tất nhiên sắc mặt sẽ âm trầm xuống, nhưng hiện tại, hắn không thể nào, ngược lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười khó tìm thấy được. Nghe vậy, trong lòng Lâm Động cũng vui mừng lên, nói: Cha! Nói vậy sẽ nhanh chóng có thể khôi phục lại thiên nguyên cảnh sao? Lâm khiếu trầm ngâm một chút. Sau lại lắc lắc đầu. Cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy chứ? Thương thế theo năm tháng càng thêm nặng. Tuy nói gần đây chẳng biết vì sao thương thế lại nhanh chóng giảm bớt đến nhiều thế. Nhưng dù sao cũng còn sót lại một chút di chứng. Về phần có thể hay không lần nữa bước vào thiên nguyên cảnh. Còn phải xem vận khí như thế nào mới được, nói thì nói vậy thôi nhưng lâm khiếu hiển nhiên cũng có lòng tin không hề nhỏ. bất kể nói như thế nào, hắn năm đó được xem là nhân vật thiên tài trong lâm gia. cho dù những năm này nửa bước cũng không đi vào, chỉ là bởi vì do thương thế, chỉ cần thương thế tốt một chút, mọi việc hết thảy đều có thể. lâm động gật gật đầu. thiên nguyên cảnh dõi mất cả toàn thanh dương chấn, cũng là đứng vào cao thủ thượng thặng, muốn khôi phục lại như xưa đúng là không phải miệng nói được là được cha hai ngày trước con ở trong rừng tìm kiếm được đồ chơi này người nhìn một chút đi lâm động ánh mắt đảo qua một vòng đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một hạt trâu màu trắng cỡ bằng cây đậu sau đó đưa qua cho lâm khiếu lâm khiếu cũng không để ý làm chi chỉ tiện tay nhận lấy thôi liếc mắt một cái vừa muốn trả lại chợt cảm giác được một cổ âm sát khí tinh thuần từ trong hạt châu thẩm thấu ra. Lập tức sắc mặt trở nên kịch biến. Ngũ đẳng âm sát khí, lâm khiếu ngơ ngác nhìn hạt châu màu trắng ở trong lòng bàn tay. Trong ánh mắt lập tức sông lên vẻ khiếp sợ. Ngũ đẳng âm sát khí. Lâm động tò mò nói. Bởi vì không chỉ cấp độ kia còn có một nguyên nhân khác nữa. Vì vậy, đối với cái gọi là âm sát khí, hắn biết được cũng không nhiều lắm thứ này từ đâu mà có được thế lâm khiếu ánh mắt nhìn chằm chằm lâm động thần sắc có chút kích động nói nhặt được nó ở trong núi lâm động lẩm bẩm nói mặc dù hoàn toàn tin tưởng phụ thân nhưng hắn luôn cảm giác được thạch phù này có chút bất phàm nếu như để truyền ra một chút tiếng gió có lẽ sẽ mang tới họa diệt môn đây là chuyện cũng không phải không thể nào xảy ra nghe vậy lâm khiếu ngẩn ra chợt cười khổ gật gật đầu bảo bối bực này nếu có một số lượng nhiều hơn vậy đúng là hy vọng quá mức xa vời cha ngũ đẳng âm sát khí là cái gì lâm động hỏi trong thiên địa âm sát khí cùng với dương cương khí được chia làm cửu đẳng loại kém nhất là nhất đẳng cao nhất là cửu đẳng mà loại cao thủ địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí trong thiên địa nhiều lắm là đạt đến cấp bậc nhị đẳng hoặc là tam đẳng ta trước đây hấp thu âm sát khí cũng bất quá tới tam đẳng mà thôi lâm khiếu trên mặt lộ vẻ nhớ lại nói ngươi nhặt được âm châu này ở bên trong nó có ẩn chứa âm sát khí dựa theo phán đoán của ta loại này đạt đến ngũ đẳng cấp bậc đây đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói tuyệt đối lực hấp dẫn cực đại địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí thiên nguyên cảnh hấp thu dương cương khí sau đó âm dương giao thái ngưng tụ thành nguyên đan, lâm khiếu liếm liếm miệng. Nói tiếp, người có lẽ không biết. Đồng dạng là nguyên đan cảnh. Nhưng phẩm chất lại được phân chia cao thấp. Phân chia rất rõ ràng. Có 9 loại. Được gọi là cửu tinh nguyên đan. Nhất tinh nguyên đan là kém nhất. Về phần cửu tinh nguyên đan. Bản thân ta chưa từng nghe nói qua tại Đại Viêm Vương Triều có loại người có phẩm chất nguyên đan này tồn tại. Mà cũng có lẽ do bản thân ta cô văn quả lậu cũng nên điều cuối cùng phẩm chất nguyên đan kia cũng quyết định bởi ngươi đối với địa nguyên cảnh hoặc thiên nguyên cảnh lúc hấp thu âm sát khí và dương cương khí là ở cấp bậc nào cho nên nói địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đều là vì khi tiến nhập nguyên đan cảnh làm cơ sở để xúc tích lâm động nghe xong mà âm thầm chắc lưỡi không nghĩ tới âm sát khí cùng dương cương khí lại trọng yếu như thế bạn đang đọc truyện được copy tại âm châu này của ngươi nếu mang nó đi ra ngoài mà nói Sợ là khiến không ít cao thủ địa nguyên cảnh ngắm nghĩa a à. ngũ đẳng âm sát khí hắc không dễ tìm đây mà lâm khiếu nói hắc hắc cha vừa lúc cũng đang địa nguyên cảnh âm châu này cha cầm lấy mà dùng đi lâm động cười hắc hắc nói nghe vậy lâm khiếu với nét mặt già nua cũng đỏ lên chợt ho khan một tiếng cũng không chút khách khí bàn tay vừa lật liền đem âm sát khí thu hồi âm sát khí này đối với hắn mà nói. Thật sự rất trọng yếu. Nhìn thấy Lâm Khiếu nhận lấy âm châu. Trong lòng Lâm Động lại lần nữa cười thầm. Chợt chân mày ngưng lại. Âm châu này là hàn khí từ trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra ngưng tụ mà thành. Chỉ là một chút ít hàn khí rỉ ra thôi. Nhưng lại đạt đến cấp bậc ngũ đẳng. Vậy không biết, hàn khí trong cơ thể thanh đàn sẽ đáng sợ đến bực nào đây? Hàn khí đáng sợ như thế, sao lại ở trong thân thể thanh đàn vậy đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra trong những ngày nắng hạ trói trang một tháng đã qua nhanh như bóng câu ngang cửa sổ trong một tháng này lâm động lại tiếp tục lấy thêm nước thuốc thạch phù linh dịch về cho lâm khiếu dưới công dụng kỳ diệu của dược thủy này thương thế đã tồn tại bấy lâu trong cơ thể của lâm khiếu dường như đã khôi phục hoàn toàn làm cho nỗi u sầu và chán trường từ trước đến nay của ông hầu như đã biến mất trong thời gian này, thành tựu luyện thể của Lâm Động cũng tăng lên một cách thần kỳ. Dưới sự tác động của thạch phù linh dịch, cảm giác ngứa ngáy và đau nhức như dòi bọ đục từng lóng xương trong cơ thể của Lâm Động càng ngày càng dữ dội. Hơn nữa, dưới những cơn đau này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể trạng và lực lượng đều tăng trưởng nhanh chóng. Cảm giác này làm cho Lâm Động hết sức vui sướng. Bởi vì hắn hiểu được mình sẽ rất nhanh có thể đạt tới thối thể đệ ngũ trọng chân chính. Vù, vù, bên trong một sơn động mát mẻ. Một thân ảnh đang vẻn vẹn dùng song chỉ ấn lên nền đất. Hai chân song song với mặt đất. Chỉ bằng lực lượng của song chỉ mà chống đỡ thân thể đang không ngừng rung động. Mồ hôi tuôn ra làm quần áo của hắn ướt đẫm. Chảy thành từng dòng trên khuôn mặt hắn rồi tuôn xuống đất. Tạo thành một vũng nước nhỏ. Phanh, phanh. Bắp thịt toàn thân của hắn lúc này nổi lên cuồn cuộn bất quá ước chừng sau nửa giờ lâm động cuối cùng đã hoàn toàn kiệt sức cánh tay mềm nhũn ra thân thể ngã xuống nằm xoài trên mặt đất không ngừng thở hồn hển mỗi bộ vị trên thân thể đều truyền đến một cảm giác vô lực tuyệt đối càng ngày càng kéo dài phốc lâm động cắn răng nhẫn nại hết sức cố gắng gượng thân thể đang bùn rùn vì kiệt lực dậy sau gió cũng không cởi quần áo lê thân hình vào bên trong thạch trì khi lâm động lọt vào thạch trì trong ao lập tức trào ra bọt khí màu đỏ nhạt sau đó vô khổng bất nhập không chừa một lỗ nào trên thân thể lỗ ấy cũng vào à gớm đi di chui vào những lỗ chân lông trên người của lâm động lâm động duỗi thẳng tứ chi phiêu phù trên mặt thạch trì hiện tại hắn chỉ có khả năng hấp khí để bổ sung lực lượng và có thể cảm nhận được tất cả tế bào trong người giờ đều phát ra âm thanh phản đối nhưng sự kháng nghị này khi được chất lòng màu đỏ chảy qua lập tức biến thành một sự tham lam cực độ. Điên cuồng thôn phệ từng ngụm từng ngụm một. Lâm động nhắm mắt lại. Tận tình hưởng thụ cảm giác cạn kiệt rồi được bổ sung này. Vừa muốn dối lưng một cách lười biếng. Thì thân thể hắn không khống chế được nên kịch liệt run rẩy. Một cơn đau nhức từ tận trong xương tủy kéo đến. Rồi lan nhanh ra mỗi bộ vị trên thân thể hắn. Cơn đau thình lình ập đến làm cho lâm động nghiến chặt hàm răng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn lại hiện lên vẻ mừng như điên. Muốn đột phá, cảm giác này, chính là cảm giác lâm động rất mong chờ trong một tháng nay, cơ hội để đột phá, cơn đau nhức nhanh chóng lan tràn. Loại cảm giác này giống như xương tủy của bản thân bị một mũi khoan bằng kim cương rùi thẳng vào bên trong. ở thời khắc này, lâm động có thể nhận thấy rất rõ cốt cách trong cơ thể tựa hồ ngày càng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp dưới một tốc độ chậm rãi. Cơn đau đến cũng nhanh. Mà đi cũng nhanh. Bất quá chỉ duy trì trong 5 phút thời gian thì đã nhạt đi dần dần. Cùng với sự biến mất của cơn đau. Tinh thần của Lâm Động đột nhiên trở nên phấn chấn. Thân hình nhảy lên đứng thẳng trong thạch trì. Mà bên trong cơ thể bắt đầu vang ra từng âm thanh lách cách thanh thúy. Thân thể vốn cao lớn của hắn giờ đây dường như lại được tăng lên một chút nhìn qua lại cáng thêm cường tráng ba 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 vừa rơi xuống đất lâm động lập tức thi triển ra bộ thông bối quyền mà hắn đã vô cùng thuần thục âm thanh thanh thúy kia càng liên tục vang vọng trong sơn động ẩn ở bên trong hàm chứa lực đạo cường mãnh còn hơn lúc trước nhiều hiển nhiên là còn mạnh hơn một bậc phanh đợi đến tiếng vang thứ chín kết thúc lâm động đánh mạnh một quyền lên khối nham thạch chỉ thấy tảng đá kia lập tức nứt ra vài cái khe. Sau khi tiến vào thối thể đệ ngũ trọng, bất luận là cường độ thân thể hay lực lượng thì đệ tứ trọng cũng không cách nào so sánh được. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lâm động cũng khẽ tươi cười, vừa định thu công trở lại, trong lòng chợt động, thủ thế chưa thu về mà ngược lại hắn nhắm chặt đôi mắt. Cảm thụ kình đạo đang xuyên qua từng bắp thịt lẫn cân cốt một cách quỷ dị. Trong lúc đang cảm thụ thân thể của lâm động theo luồng kình đạo đang chảy xuôi qua. Lại xuất hiện những dao động rất nhỏ. Thậm chí từ y phục đến làm da đều giống như nổi lên từng gợn sóng rất nhẹ. Tất cả cơ nhục trong người đều giống như bị thổi phồng lên. Phát ra một tầng lực lượng mạnh mẽ. Cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ lại trên cánh tay của lâm động. 3. Khi lực lượng dũng mãnh tầng tầng lớp lớp tràn đến nắm tay của hắn. Đôi mắt đang nhắm lại của lâm động đột nhiên mở ra. Một âm thanh răng rắc cực nhỏ từ trong cơ thể hắn lặng yên truyền đến. Âm thanh này cũng không lớn lắm, nhưng lại hàm chứa lực lượng cương mãnh tràn ngập, phanh lực tới quyền ra. Lâm Động hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, trực tiếp hung hăng đánh mạnh một quyền lên tảng đá cứng rắn trước mặt. Một âm thanh trầm thấp vang lên, từng khe nứt trên tảng đá nhanh chóng lan ra. Cuối cùng nghe bịch, một tiếng rồi bạo liệt. Vỡ vụn Uy lực thật mạnh, Lâm Động trợn mắt há mồm nhìn tảng đá kia bị vỡ ra tứ phân ngũ liệt. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Loại uy lực này quả thật có thể so sánh với một số loại võ học tam phẩm tiểu thừa. Tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền cư nhiên lại cường mãnh như vậy, một lát sau. Cuối cùng Lâm Động cũng hồi phục lại tinh thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển được tiếng vang thứ 10 mà uy lực kia cũng làm cho hắn hiểu được tại vì sao tiếng vang thứ 10 cư nhiên lại khó tu luyện đến như vậy. Thì ra lại có uy lực đến bực này, dựa theo phỏng đoán của Lâm Động. Nếu hiện tại hắn gặp Lâm Hồng, chỉ cần bằng vào tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền thì có thể đối chiến mà không phân cao thấp. Tam phẩm võ học, cho dù đối với Lâm gia mà nói, cũng chỉ có vài loại ít ỏi mà thôi. Hiện tại, trong lứa thiếu niên đồng bối người có tư cách tu luyện chỉ sợ rằng thật sự muốn tìm cũng không được. Hắc, hắc, Lâm Hồng. Người cứ chờ mà xem, nhớ lại ngày đó. Lâm Hồng mạn bất kinh tâm. Cường ngạnh bắt thanh đàn làm vật của hắn. Nhớ đến hình dáng đáng hận của hắn. Lâm Động không nhịn được mà siết chặt nắm tay. cúi đầu cười lạnh. Sau đó hướng mắt về thạch trì. Rồi cau mày. Trải qua một thời gian dược thạch trì tẩy lễ, hắn phát hiện ra thạch phù linh dịch ngày ngày càng trở nên bị loãng. Đã bắt đầu xuất hiện sự hao hụt. Hiệu quả so với thời điểm bắt đầu xa xa cũng không bằng được. Xem ra, thạch phù linh dịch bị thạch trì pha loãng đã không còn đủ cho nhu cầu hiện tại của ta. Sau này muốn nhanh chóng đạt đến giai đoạn quan yếu. Thối thể đệ lục trọng. Có lẽ chỉ có khả năng sử dụng thạch phù linh dịch đầy đủ mà thôi, thối thể đệ lục trọng xem như là quan ải trọng yếu nhất trong bước đầu tu luyện. Đã đạt đến tầng thứ này. Đó chính là có thể tu luyện ra căn nguyên của nguyên lực. Cũng là mới có thể được tính là bước vào cánh cửa lưu luyện, bởi vậy. Tầm quan trọng của nhất trọng này không cần nói thì cũng hiểu được. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo l Viên lâm động lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó, lấy một cái chai trong suốt từ trong người ra. Thạch phù linh dịch chứa bên trong hầu như đã bị rót mất một nửa. Nhìn số lượng thạch phù linh dịch đầy đủ còn lại, khóe miệng Lâm Động mới nở một nụ cười yên tâm. Kể từ khi thuận lợi đột phá đến thối thể đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện điên cuồng của Lâm Động đã chậm hơn rất nhiều. Tuy rằng có thạch phù linh dịch tương trợ nhưng dù sao mọi việc cũng đều có giới hạn của nó. Cố gắng vượt qua cũng chỉ là lợi bất cập hại. Vì vậy ở những ngày tiếp theo, lâm động vô cùng nhàn nhã. Thời gian rảnh rỗi hắn chỉ một mực chu luyện thông bối quyền cho đến mức lô hỏa thuần thanh. Trải qua lĩnh ngộ ngày trước. Hiện tại lâm động đã có thể thuận lợi đem thông bối quyền phát ra 10 tiếng vang. Bất quá chuyện này cũng chỉ có mình hắn biết. Dù sao đây cũng là chiêu sát thủ của hắn. Không thể để lộ ra ngoài. Cứ như vậy. Sau vài nghỉ ngơi và khôi phục. Lâm động mới tiếp tục bắt tay vào tu luyện. Tuy nhiên lần này hắn không còn đến thạch trì ngâm mình nữa. Bởi thạch trì lúc này đã không còn tác dụng nhiều với hắn. Bởi vậy, Lâm Động tính toán chuẩn bị chính thức phục dụng thạch phù linh dịch. Đối với ý định này, Lâm Động phải do dự Trần Trừ mất một ngày mới đưa ra quyết định như thế. Thạch phù linh dịch ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ tam phẩm linh dược cũng còn thua xa. Dược lực cường hãn như vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy rất có thể sinh ra phản thể làm tổn hại đến thân thể. Nhưng nếu không làm như vậy, nếu chỉ dựa vào việc pha loãng thạch phù linh dịch, hiệu quả mang đến cho hắn là không đáng kể. Thời gian đến tộc hội chỉ còn hơn 3 tháng. Lâm Động phải cố gắng tiến nhập thối thể đệ lục trọng trước khi tộc hội diễn ra. Có như thế hắn mới nắm chắc việc đả bại Lâm Hoành. Nếu không một khi Lâm Hoành chiếm được thành tích cao, tất sẽ dùng quyền lợi của mình mà hướng về gia tộc thỉnh cầu hôn sự với thanh đàn đến lúc đó vạn nhất lâm khiếu không đồng ý sẽ xảy ra chuyện không hay đây không phải là kết quả mà lâm động muốn thấy cho nên để ngăn chặn chuyện này phương pháp duy nhất chính là đánh cho lâm hoành không còn mặt mũi nào mà mở miệng dẫu rằng lâm động cực kỳ không thích lâm hoành nhưng dù gì hắn cũng có vài phần năng lực vài tháng trước hắn đã bước vào thối thể đệ lục trọng Ai mà biết được trước thời điểm tập hội hắn có tiếp tục tinh tiến hay không? Cho nên, Lâm Động phải chuẩn bị mọi việc cho chu toàn. Với những lo lắng đó, việc dùng thạch phù linh dịch để tu luyện hiển nhiên là điều không thể tránh khỏi. Ừc, ực, trong phòng, Lâm Động nhìn chén chất lỏng màu đỏ thẫm trước mặt. Thở dài một hơi, sau đó cắn răng bưng chén lên. Ừng ực nuốt vào miệng, theo chất lỏng màu đỏ thẫm dẫn vào cơ thể cảnh vật trước mặt lâm động cơ hồ đều chuyển thành một màu lửa đỏ một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu hắn lượn lờ bay lên cao lách cách hàm răng lâm động không ngừng lách cách va chạm chất lòng màu đỏ thẫm sau khi trôi vào bụng dường như đã biến thành nham tương mang theo cảm giác nóng bỏng chạy dọc xuống bụng hắn cảm giác bỏng rát đó khiến hắn gần như không thể chịu đựng nổi hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy thân thể Cả người co quắp ngã xuống, hắn thống khổ co rút người lại, nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn truyền ra từ trong thân thể. Trong phòng, một thân ảnh thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, hô hấp khó khăn, khàn giọng rên rỉ nho nhỏ. Hắn sợ rên rỉ quá lớn sẽ làm kinh động đám người Lâm Khiếu. Loại hành hạ hà phi nhân tính này còn kéo dài chừng 10 phút mới từ từ giảm bớt. Theo tia cảm giác bỏng rát cuối cùng từ trong cơ thể truyền ra, thân thể run rẩy của lâm động mới chậm rãi khôi phục lại bình thường hắn nặng nề thở hồn hển vài hơi sau đó cứ như vậy vô lực nằm ở trên mặt đất lúc hắn còn đang nằm vật dưới đất từ trong thân thể đột nhiên thẩm thấu ra một cỗ dược lực ôn hòa mát mẻ cỗ dược lực vừa xuất hiện đã nhanh chóng dung nhập vào trong xương cốt toàn thân hắn trong lúc mơ hồ hắn cảm giác dường như có thứ gì đó tiến sâu vào trong xương cốt thoáng truyền ra một cảm giác tê dại luyện lực nhập tùy cảm giác sự tê dại đang truyền ra từ trong xương tinh thần lâm động rung động mạnh luyện lực nhập tùy chính là cảnh giới thối thể đệ lục trọng giai đoạn này chính là phải đem lực đạo dung hợp vào trong xương tủy từ đó làm cho xương tủy sinh ra mầm mống nguyên lực thống khổ quả nhiên đem lại lợi ích không nhỏ lâm động lau mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt đột nhiên cười hắc hắc Dựa theo tình huống bình thường, muốn luyện lực nhập tủy, ít nhất phải cần thời gian từ 2 đến 3 tháng, nhưng chỉ cần phục dụng Thạch phù linh dịch đã rút ngắn thời gian vô số lần. Mặc dù phải chịu thống khổ không ít nhưng so với thu hoạch đem lại, thì sự thống khổ đó chỉ là chuyện nhỏ. Dược lực còn có thể lưu lại trong cơ thể mấy ngày nữa, ta không thể lãng phí được, bắt đầu gia tăng cường độ tu luyện thôi. Lâm động bò người đứng lên, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hãy còn lưu lại một chút dược lực của thạch phù linh dịch. Dược lực này có giá trị không nhỏ. Không thể dễ dàng lãng phí. Dù sao thạch phù linh dịch trong tay hắn cũng không phải vô hạn. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Khẽ rỗi cơ thể. Lâm động hài lòng nở nụ cười. Sau đó liền đẩy cửa đi ra. Tiếp tục quá trình ngày qua ngày khổ tu. Chấm chấm chấm. Sau khi nhận được chỗ tốt của việc nếm trực tiếp thạch phù linh dịch. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Động cứ cách khoảng 4 ngày lại dùng một giọt thạch phù linh dịch. 4 ngày một giọt, tiêu hao như vậy làm Lâm Động đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về giá trị thực tế của thạch phù linh dịch, nhưng ít nhất nó cũng phải hơn xa với một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ 4 ngày lại tiêu hao một khỏa tam phẩm linh dược như thế, kiểu xa xỉ này cả thanh dương chấn sợ rằng cũng không có mấy người có thể chịu đựng nổi dĩ nhiên tiêu hao mặc dù khổng lồ nhưng hiệu quả đích xác là to lớn chỉ ngắn ngủi nửa tháng thời gian lâm động đã có cảm giác sâu trong xương cốt dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt cảm giác này tựa như có một thứ gì đó chuẩn bị sản sinh từ trong xương tủy trong thời gian lâm động nhàn hạ tiến sâu vào cảnh giới thối thể đệ lục trọng hắn lại một lần nữa quấn lấy lâm khiếu mục đích của hắn lần này chính là muốn học thêm một thân võ học từ lão nguồn chuyện trải qua hơn tháng tu luyện lâm động đã hoàn toàn nắm vững thông bối quyền nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ có năng lực của thạch phù kỳ dị kia hỗ trợ việc luyện võ đối với hắn quả thật chẳng khác nào có một con đường tắt cho riêng mình cho dù là những môn võ bình thường chỉ cần được thạch phù quang ảnh chỉ dạy lập tức sẽ trở nên không tầm thường có thể luyện thêm nhiều môn võ một chút đối với hắn chẳng có chỗ nào là xấu mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng lâm khiếu lại không cho rằng như thế là đúng theo hắn chiêu thức dù có nhiều thì tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân hắn lo lắng lâm động vì mải mê luyện võ mà chỉ hoãn việc tu luyện thân thể làm như vậy cũng chỉ là lợi bất cập hại mà thôi bất quá dưới sự lo lắng của hắn sau khi lâm động đem thông bối quyền thi triển ra bảy tiếng vang rốt cục hắn đã không còn gì để nói chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn lâm động thật lâu. Lúc này hắn đành phải thừa nhận nhi tử của hắn tựa hồ trên phương diện tu luyện võ học. Quả nhiên thiên phú vượt xa hắn. Sau khi biểu hiện của bản thân đã thuyết phục lâm khiếu. Lâm động thuận lợi học thêm được một bộ võ học khác từ lâm khiếu. Bát hoang trưởng Tiểu thừa nhị phẩm vũ học. Đối với bộ trưởng Pháp này. Lâm Động rất hài lòng bởi hắn từng nghe nói bộ trưởng Pháp này chính là chủ tu của Lâm Hoành. Lâm Động rất muốn nhìn thấy cảnh trong ngày tộc hội. Lâm Hoành phát hiện người khác thi triển bát hoang trưởng còn vượt xa cả hắn. Không biết vẻ mặt của hắn sẽ hay ho đến mức nào. Chấm chấm. Đêm khuya yên lặng. Lâm Động một lần nữa tiến vào hắc ám không gian tinh thần. Lúc Lâm Động xuất hiện. Trong bóng tối vẫn như cũ là hai đảo thân ảnh. Vẫn thi triển bộ trưởng pháp quen thuộc đó. Lâm Động nhịn không được mà nở nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Hắn rất háo hức muốn biết bộ trưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm này sau khi được quang ảnh thi triển sẽ có bao nhiêu thay đổi. Converter thương long dịch Mê, a à lạ trong không gian hắc ám tinh thần hai đạo quang ảnh cơ hồ đồng thời vũ động cùng lúc thanh thế quyền pháp và trưởng pháp cũng không kém chút nào đều là do thi triển mà tạo ra ánh mắt của lâm động thật tập trung vào quang ảnh mới xuất hiện kia giờ phút này trong tay hắn đang thi triển chính là bát hoang trường mà hắn hôm nay mới học được từ lâm khiếu thạch phù thần bí này thật là thần kỳ a à. những thứ này hẳn là từ trong đầu của ta lấy ra sau đó đem ta vào trong này lấy một phương thức đặc thù nào đó mà diễn luyện hơn nữa trong quá trình diễn luyện còn làm cho nó thay đổi thật là hoàn mỹ lâm động có chút suy nghĩ về một điều gì đó tuy nói loại năng lực kỳ lạ này có chút khó tin được bất quá sự thật đã xuất hiện như vậy thì hắn tự nhiên là sẽ tin tưởng lựa mà chọn cái gọi là nguyên lý gì đó hắn cũng không rõ lắm cho nên cũng chỉ có thể an tâm mà tu luyện thôi dù sao điều này đối với hắn cũng không có chỗ gì xấu buồn lo vô cớ chẳng qua là tự mình đi tìm điều không thoải mái mà thôi nghĩ đến đây lâm động đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào bát hoang trưởng mà quang ảnh đang thi triển kia bát hoang trưởng nổi danh là cương mãnh đại khai đại hợp nhìn qua thì chất phác đơn giản nhưng mà có cảm giác trong trường pháp đều tràn ngập lực lượng lâm động hết sức chăm chú nhìn quang ảnh đó thi triển bát hoang trưởng mấy lần ánh mắt từ từ ngưng trọng hắn phát hiện ra quang ảnh này có thể thi triển bát hoang trưởng trong đó ngoài sự cương mãnh lại còn lộ ra một tia nhu kình cương nhu cùng xuất hiện tuy nói là thô sơ giản lược nhìn không ra điều gì lạ nhưng nếu như cùng với người khác giao thủ. Điều này sẽ làm cho người ta ăn phải thiệt thòi không nhỏ nha, chỉ có làm một chút thay đổi rất nhỏ như vậy. Lại có thể đem trưởng pháp cư mãnh thêm vào một tia nhu kình như thế. Thạch phù này thật là thần kỳ. Lâm động chặt chặt lưỡi khen thầm. Tuy nói thứ này với những điều ảo diệu võ học chẳng qua chỉ là đạt đến một chút tiểu thừa thôi. Nhưng nếu cao thủ chân tránh dụng tâm muốn cải biến mà nói, thì thật cũng không phải là không thể nào nhưng dù sao thạch phù này cũng không phải là người cương nhu kết hợp dẫn đến lực sát thương của bát hoang trưởng này cũng trở nên mạnh hơn một chút nếu ta tu luyện thành mà nói thì uy lực chỉ sợ sẽ không kém hơn thông bối quyển thứ vang thứ mười nhưng muốn đạt đến điểm này cũng không phải dễ dàng nha dĩ nhiên đối với lần này lâm động cũng là sớm đã chuẩn bị tâm tư cho nên cũng không ủ rũ mà ngược lại càng phát ra tinh thần hưng phấn ngó trường đạo quang ảnh kia tư thế bát hoang trường cũng bắt đầu thi triển sao 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 trong lúc tu luyện thời gian phảng phất như đồng hồ cát đang chảy thời gian nửa tháng đã lặng lẽ trôi qua trong vòng mấy tháng gần đây không khí tu luyện của cả lâm gia cũng là tương đối sôi nổi những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự trước kia cũng bị cha mẹ của chúng mạnh mẽ kéo về chỉ còn gần hai tháng nữa chính là tộc hội của lâm gia điều này đối với mọi người trong lâm gia mà nói cũng là một cuộc tỉ thí cực kỳ trọng yếu. Từ tộc hội này lan truyền ra, không chỉ có bản thân được trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa ngay cả địa vị của cha mẹ ở trong lâm gia cũng là theo nước lên thì thuyền cũng lên. Vì vậy, không ít người luôn mong mỏi con cái của mình có thể ở trên tộc hội có biểu hiện không tệ, mà trong nửa tháng này, từ sâu trong xương cốt của Lâm Động bắt đầu có loại cảm giác thiêu đốt càng lúc càng nhiều. Bất quá chẳng biết tại sao, cái gọi là mầm mống nguyên lực đó vẫn chưa ra đời. Điều này quả thật là làm cho hắn có chút không phải biết làm sao. Điều duy nhất làm cho hắn còn có một chút an ủi, đó chính là tu luyện Bát Hoang Trường. Nhờ quang ảm của thạch phù dạy dỗ một cách hoàn hảo, Bát Hoang Trường đã được hắn nắm được chút ít. Tuy nói còn không có cách nào thi triển ra trình độ cương nhu kết hợp, nhưng khi thi triển cũng phát ra từng trận xé gió. Uy lực cũng không tầm thường nha mặt khác trong vòng nửa tháng này thương thế bên trong cơ thể lâm khiếu cũng đã hoàn toàn khôi phục sau khi tu dưỡng vài ngày hắn đã hấp thu và nhập vào cơ thể mai âm châu do lâm động đưa cho hắn mặc dù lâm động từ bên ngoài nhìn không ra cái gì nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể cảm giác được thực lực của lâm khiếu đang đang nhanh chóng tinh tiến nhìn loại tốc độ này khôi phục đến thiên nguyên cảnh chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi sao 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 trong một khu rừng rậm rạp lâm động đứng ở trên một cây đại thụ từ chỗ cao hướng mắt nhìn vào bên trong rừng cây ở trên thân thể của hắn mơ hồ có một ít vết máu một cổ huyết tinh nhàn nhạt truyền ra máu tươi tự nhiên không phải là của lâm động mà là do hắn săn giết một ít dã thú mà có trải qua nửa tháng tới tu luyện lâm động đã có thể cảm giác được ở trong xương tủy có thứ gì đó sắp sửa ra đời nhưng một bước cuối cùng này bất luận hắn tu luyện như thế nào cũng không có cách nào đột phá được bất đắc dĩ lâm động bèn đem ánh mắt chuyển sang hướng thực chiến hắn muốn trong lúc chính thức thực chiến làm cho mầm mống nguyên lực trong cơ thể của mình ra đời hơn nữa phương thức thực chiến mới thật sự là một tiêu chuẩn để khảo nghiệm thực lực chân chính của cá nhân mà loại thực chiến này không có biện pháp để tìm người khác vậy thì chỉ có thể đi tìm một chút phiền toái cho đám giã thú vậy trong thời gian mấy ngày nay cũng đã có không ít dã thú bỏ mạng ở trong tay lâm động hơn nữa trải qua lúc mới bắt đầu có sự bối rối tí xíu nhưng lâm động hiện tại cũng đã có thể hoàn toàn bình tĩnh đối mặt với loại hoàn cảnh đánh giết này có động tĩnh ánh mắt lâm động quét qua rồi đột nhiên ngưng tụ lộn một vòng từ thân cây nhảy xuống bắn ra giống như một mũi tên rời cung phòng khi hắn mới vừa vọt vào cách rừng cây không xa Thân thể đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút biến hóa nhìn một đầu dã thú giữ tận kia ở trong rừng. Hạt hồ, đó là một đầu dã thú toàn thân hiện ra màu nâu xám. Hình thể dã thú tựa như hổ, nhưng cái đuôi lại giống như là đuôi của bò cạp vậy. Đuôi nhọn lộ ra sự sắc bén sáng bóng. Hạt hồ là một loại dã thú hung tàn thành tính, có một bộ lông cứng như sắt, vô cùng khó đối phó. Vì vậy khi phát hiện ra dĩ nhiên là loại giã thú quả thật là khó giải quyết này. Làm lâm động cũng không khỏi có tâm tư thối lui. Song đồng thời khi lâm động nhìn thấy hạt hổ, thì nó cũng đã phát hiện ra lâm động. Lập tức một đôi mắt màu đỏ tươi đã phóng tới đây. Miệng rộng như chậu máu phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Sau đó bò dậy. Vào thời điểm nó bò dậy. Đôi mắt của lâm động nhìn thấy ở phía sau một thân cây kia có một quả màu đỏ sậm trong suốt trong lúc mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp mọi nơi cái đó đúng rồi chấm chấm tam phẩm linh dược thủy tinh chu quả khi tầm mắt nhìn thấy trái cây kia lâm động lập tức hít nhẹ một hơi lãnh khí không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được tam phẩm linh dược vận khí này cũng thật tốt quá mức đi chứ thủy tinh chu quả này lâm động từng ở thanh dương chấn đã nhìn thấy qua nhưng giá tiền kia lại cao đến mức thái quá. Đã có phát hiện ngoài ý muốn này, cước bộ của Lâm Động bỗng ngừng lại, mà nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy, trong mắt hạt hồ kia cũng hiện lên vẻ hung tàn. Nó gầm nhẹ một tiếng, thật nhanh nhằm hướng Lâm Động mà phóng tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại thấy thế Lâm Động vội vàng lui về phía sau một cành cây to. Một cành cây trực tiếp đã bị hạt hồ bổ nhào vào bẻ gãy. Phanh cước bộ của lâm động khẽ chuyển hiện ra phía sau hạt hồ liên tục vỗ ra mấy trưởng hung hăng đánh vào trên thân thể của nó với lực đạo mạnh mẽ đem hạt hồ lật nhào đi nhưng nhìn bộ dáng của nó hiển nhiên là không có tạo thành thương tổn gì da lông thật là quá cứng a à. nhìn thấy một màn này da đầu lâm động cũng cảm thấy tê dần biết là mình đã khinh thường con hạt hồ này rồi giống hạt hồ bị đánh bay đi trong nháy mắt nhảy dựng lên. Bàn chân to dày thô giáp hung hăng hướng vào lồng ngực lâm động đạp tới. Ba ba ba. Cảm thụ được tinh. Phong kia lướt tới mặt. Lâm động cũng không dám chậm trễ. Thông bối quyền trong nháy mắt chính là bộc phát ra 10 tiếng vang. Sau đó một quyền oanh kích lên móng chân của hạt hổ. Thình thịch, quyền móng đụng nhau. Hai đạo thân ảnh một to một nhỏ cùng bay ra lâm động sau khi đụng gãy một gốc cây mới chật vật rơi xuống đất lau khóe miệng dĩ nhiên là có một ít máu tươi chảy ra vừa muốn giận dữ thì trong thân thể đột nhiên truyền ra một loại cảm giác nóng bỏng kịch liệt dưới sự nóng bỏng này lâm động cảm giác được trong xương tủy hắn có một loại năng lượng kỳ dị vừa được sinh ra đời mầm mống nguyên lực thân thể lâm động vào thời khắc này chợt cứng ngắc miệng hắn há hốc thân thể vì kích động không khống chế được mà trở nên run rẩy. Mầm mống nguyên lực kia luôn chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nay trong khi đang cùng với hạt hổ kia ngạnh kháng lại bị kích thích mà tạo ra. Tận trong xương tủy, một loại năng lượng kỳ dị đang chậm rãi lưu động. Cảm giác được một loại lực lượng không cách nào hình dung được đang từ trong xương tủy truyền ra. Cuối cùng phân bố đến từng các bộ vị trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? lâm động trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên ở nơi này một thoáng phảng phất như cả thế giới đều trở nên sáng ngời lên rất nhiều thậm chí hắn vẫn có thể cảm giác được trong không khí xung quanh thân thể đang lưu động một loại đồ vật rất kỳ dị loại đồ vật này cùng với mầm móng nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn cực kỳ giống nhau nguyên lực lâm động đứng dậy không nhịn được cười to lên một tiếng trải qua khổ tu lâu như vậy hơn nữa còn có thạch phù linh dịch tương trợ rốt cục thì hôm nay mầm mống nguyên lực kia đã ra đời ở trong người hắn từ nay về sau hắn cũng có thể coi là chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện giống lúc lâm động đang cười to hạt hồ ở cách đó không xa cũng đang đưa ánh mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hắn lúc này nó từ trên thân thể của nhân loại lúc trước cảm thấy một loại hơi thở có chút quen thuộc bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể nào làm cho nó tự động thối lui lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp hai chân đạp một bước giống như một mũi tên rời dây hướng về phía lâm động nhảy vồ đi cảm thụ được tinh phong gió tanh đến ngay trước mặt lâm động ngẩng đầu lên cũng phát hiện ra rằng hạt hổ lúc trước ở trong mắt của hắn lộ ra vẻ tương đối mau lẹ nhưng vào giờ phút này phạm phất như tốc độ chậm đi rất nhiều quý tích bay lượn của nó chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt đã bị hắn nắm được đây là thối thể đệ lục lọng sao ánh mắt lâm động càng trở nên sáng ngời cước bộ nhẹ nhàng lướt ngang một bước vừa lúc là né tránh được thế bổ tới của hạt hổ chợt hữu trường dựng thẳng lên một tia sáng nhàn nhạt không thể nhận ra chợt lóe lên ở lòng bàn tay sau đó một trường nhắm vào cái đầu của hạt hồ phách xuống, xoẹt, thanh âm trầm thấp vang lên. Có dòng máu nóng phiêu tán bay ra. Tay trưởng của lâm động đã trực tiếp xuyên thấu lớp da lông cứng rắn của hạt hồ. Một trường đã xuyên qua cái cổ của nó. Thân thể hạt hồ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc. Sau đó ngã ầm xuống đất. Máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ một mảnh lớn trên mặt đất. Nguyên lực. Thật là mạnh a lâm động nhìn hạt hồ bị mất mạng chỉ trong một chiêu không nhịn được hít một hơi lãnh khí đây chính là uy lực của nguyên lực ư khó trách mọi người đều nói thối thể đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng là hai tầng thứ hoàn toàn bất đồng may là lần trước không có động thủ cùng với lâm hoành nếu không sợ là không thể không bị ăn thiệt rồi a à, lâm động rút bàn tay ra nhặt lên một chút lá cây đem vết máu lau đi hơi có chút tim đập nhanh đây là hắn lần đầu tiên chính mình thể nghiệm đến lợi hại của nguyên lực một cước đem hạt hổ đá sang một bên lâm động cất hai bước liền đi tới chỗ thủy tinh chu quả nhìn trái cây trong suốt trong sáng đó hắn thực sự có chút sáng mắt tam phẩm linh dược giá tiền tất nhiên sẽ tương đối không thấp bình thường mà nói chỉ có ở trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện được một bụi không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm rồi lâm động đánh giá kỹ lưỡng một chút loại thủy tinh chu quả này sau đó cũng không chần chờ liền khom người hướng một tay về phía chu quả bắt tới bất quá đúng lúc bàn tay mới vừa bắt được thủy tinh chu quả thạch phù dắt thần bí ở trên lồng ngực của hắn bất chợt phát ra nhàn nhạt tia nóng bạn đang đọc truyện tại ww chuyện phun đối với biến hóa trong bất chợt của thạch phù thần bí lâm động cũng ngẩn người ra lấy thạch phù ra để xuống trên lòng bàn tay sau khi tấn nhập thối thể đệ lục trọng cảm giác của hắn tựa hồ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều vì vậy hắn dĩ nhiên là có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ mà dưới loại hấp lực trong tình huống này thì trong thiên địa chung quanh có một loại năng lượng nhàn nhạt lại rót vào bên trong thạch phù thạch phù linh dịch có lẽ chính là do thạch phù đã hấp thu năng lượng từ trong thiên địa mà động lại, cảm giác được một màn này. Lâm động như có điều suy nghĩ. Sau đó ánh mắt nhìn đến thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay còn lại. Biến cố này của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả này gây ra. Nắm thủy tinh chu quả trong tay. Lâm động trần chờ một chút. Sau đó thử dò xét. Tính đem chu quả hướng về phía thạch phù đưa tới. Xong lúc chu quả nhích tới gần thạch phù với khoảng cách hơn tấc một cổ hấp lực thật mạnh chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra sau đó chu quả kia chính là ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lâm động trực tiếp bắn về phía thạch phù sau khi tiếp xúc trong chốc lát liền quỷ dị biến mất đi một màn như vậy làm cho lâm động cực kỳ sửng sốt trong chốc lát thạch phù đã đem thủy tinh chu quả thôn phệ đi thạch phù cũng ăn đồ vật ư Lâm Động mang vẻ mặt mờ mịt, mà lúc mới vừa phục hồi tinh thần lại nhưng lại đột nhiên nhìn thấy ở vị trí lõm vào của thạch phù, đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên. Sau đó, tia sáng càng lúc càng nồng nặc, tới cuối cùng lại là ngưng tụ thành hai quả đan hoàn màu đỏ thắm lớn bằng quả đậu, sau đó lăn xuống, bị Lâm Động một phát bắt được. Khi đan hoàn vào tay, liền phát sáng một mảnh ôn hòa, trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể nhận thấy được. Trong đan hoàn này ngưng tụ một loại năng lượng tương đối nồng nặc và tinh thuần. Loại năng lượng này sợ rằng vượt xa thạch phù linh dịch mà hắn siêu tập từ thạch phù xuống. Đan hoàn này hẳn là thạch phù sử dụng thủy tinh chu quả lúc trước ngưng tụ mà thành. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy được mùi vị cùng với thủy tinh chu quả lúc trước giống nhau như đúc hơn nữa thêm một màn lúc nãy thì hắn cũng không khó khăn để đoán được đan hoàn này được sinh ra như thế nào xem ra thạch phù này không chỉ có có thể hấp thu trong năng lượng thiên địa mà còn có thể đem linh dược hấp thu qua đó tinh luyện thành dược dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn nghĩ đến đây trong mắt lâm động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn một bụi thủy tinh chu quả tinh luyện ra thành hai quả đan hoàn hơn nữa dược lực của một quả bất kỳ so với một mình thủy tinh chu quả cũng muốn mạnh hơn rất nhiều loại chức năng kỳ lạ này chính là làm tăng hiệu quả của linh dược lên tới cực hạn xem ra chuẩn bị được nhiều hơn một chút linh dược rồi loại này đan hoàn năng lượng so với thạch phù linh dịch còn mạnh hơn nhiều nếu là có thể đủ dùng mà nói tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng nhanh lần nữa vừa nghĩ tới cái loại tốc độ đột nhiên tăng mạnh lâm động chính là không nhịn được nắm chặt quyền lại đem thạch phù cất vào sau đó mới xoay người nhanh chóng rời đi sao 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 sau khi phát hiện thạch phù có thêm cái loại kỳ hiệu đặc thù này lâm động đích thực hưng phấn chừng mấy ngày bất quá sau khi loại hưng phấn này từ từ đi qua hắn mới thanh tỉnh lại thì ra là chuyện này cũng không phải tốt như trong tưởng tượng đầu tiên hắn cũng không đủ linh dược để cung cấp cho thạch phù tinh luyện tuy nói hiện tại lâm khiếu thương thế khỏi hẳn nhưng hắn vẫn như cũ không chấp nhận tiếp thụ tài nguyên từ Lâm gia. Vì vậy Lâm động chỉ có thể tự mình động thủ đi tìm linh dược mà thôi. Hơn nữa, ở Lâm động sau khi thử thăm dò đem hai gốc cây nhất phẩm linh dược cho Thạch phù hấp thu, cũng há hốc mồm phát hiện, cũng chỉ có hai quả đan dược có hình dáng khác thường to như hạt đậu được Thạch phù phun ra. Sau khi trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được, muốn tinh luyện ra cái loại đan hoàn tương tự như lần trước, ít nhất cũng phải cần tam phẩm linh dược mới có thể làm được nhưng tam phẩm linh dược có thể dễ dàng tìm được như thế sao lần trước là nhờ vận khí sao 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 chó có thể tưởng nghĩ có lần thứ hai nữa thì chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi đối với cái ngăn cách to lớn này lâm đồng cũng đành phải đem cái hy vọng xa vời đó tạm thời vứt ra khỏi đầu chỉ cần chờ hắn ở tộc hội bộc lộ tài năng thì sau này cũng có thể quang minh chính đại hưởng thụ tư nguyên trong tộc đến lúc đó cũng không cần hao phí tâm tư như vậy nữa yên tâm với hy vọng xa vời lâm động lại một lần nữa đem tâm thần dồn vào việc tu luyện tuy nói hôm nay đã là bước chân vào thối thể đệ lục trọng nhưng nếu trực tiếp dùng thạch phù linh dịch đối với lâm động vẫn có hiệu quả không nhỏ như cũ vì vậy theo thời gian trôi qua lâm động có thể cảm giác được Mầm mống nguyên lực lưu động ở trong xương tủy cũng từ từ đối với xương cốt ở ngoài bắt đầu tuôn ra mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt lưu nhập vào kinh mạch trong cơ thể đó chính là đạt đến thối thể tầng thứ bảy luyện nguyên nhập mạch dĩ nhiên một bước kia coi như là lâm động có thạch phù linh dịch tương trợ cũng vẫn phải còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa mà lúc thực lực của lâm động đột nhiên tăng mạnh trong yên lặng khi cái nóng bước giữa hè chấm dứt thì tộc hội. Một hồi tối trọng yếu nhất trong lâm gia cũng đã sắp tới. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.